Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm qua thì em có lên một cái đôi phân tần, thì sáng nay có bác đến lấy luôn rồi đấy. Thì cũng có mấy bác đang hỏi em về đôi phân tần này đấy. Thì em báo hết rồi nhưng mà không hiểu sao đấy, sáng nay hai anh em dọn kho lại thấy một đôi nữa luôn đấy. Đây, lại thấy một đôi nữa luôn đấy. Đấy, có mấy bác đang hỏi em chốt từ tối hôm qua rồi. Anh em có điện thoại khách gọi đặt hàng và thì tối qua có mấy bác cũng chốt rồi, nhưng mà vì bác chốt trước, bác bảo là ấy thì chuyển khoản, thì sáng nay bác đến bác lấy đấy. Thì đây em lại về thêm bộ nữa cho các bác nhé. Đây, phân tần của dòng này là hàng của Nhật ấy, cho nên là tiếng nó hay lắm các bạn. Vâng, đấy, đây các bác nhìn này, đấy, từ linh kiện nó làm chất chưa. Đấy, từ dây đồng cuốn này rồi tụ các thứ này, quý vị nhìn này nhá. Đấy, nó bóng loáng, bóng nộn này, kinh khủng luôn, cực kỳ chất luôn nhá quý vị nhá. Đôi này mà về làm phân tần cực kỳ hay luôn đó. Đấy, rồi thì tối qua có bác bảo là lúc nào có về thì alo cho anh, nhưng mà bây giờ nói chung là nhiều bác sau khi nói xong rồi thì có khi đến lúc alo các bác lại bảo thôi anh không cần nữa. Thế cho nên là bây giờ bên em là cũng thôi thì cũng quay lên đấy. Có mấy bác hỏi đấy thì bác nào cứ xem được trước thì lấy thế ạ. Hoặc là bác nào xem video này trước thì các bác cứ chốt cho em. Nhà em là cứ có bây giờ có quay lên là bác nào lấy chốt là nhà em chốt luôn, chứ không phần gì cả. Bởi vì nhiều lúc phần có những bác phần có từ sáng đến chiều cũng không lấy, xong rồi từ chiều đến ngày mai cũng không thấy đâu cả. Đấy, cho nên là bên em bây giờ là cũng không phần nữa đấy. Thì bác nào lấy chốt thì alo cho bên em nhá. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể liên hệ thêm một số nữa là 0979891682 nhá quý vị nhá. Đấy, đôi phân tần này em bán có 250, mà tức là có 125.000 một cái này thôi. Đấy quý vị nhá, 125.000 một cái, chắc quý vị không cuộn nổi cái cuộn đồng này đâu. Em khẳng định luôn nhá, em khẳng định luôn các bác này. Thế khó lắm, bởi vì cái công các bác đi mua đồng này rồi các bác lại đi về, các bác lại tìm linh kiện để các bác quấn, không được đâu quý vị ạ. Đấy, rồi lại bảng mạch rồi tụ tiệc các kiểu nhá, nói chung lùm tùm rồi hàn hiệp các kiểu, không bao giờ ra được, em nói khẳng định luôn các bác. Đấy, rồi hai cuộn đồng này không ngờ các bác làm được 125.000 một cái này luôn. Đấy, mà quan trọng là khi các bác mua linh kiện về, các bác không thể nào mà làm cho một cái phân tần nó hay được như này được. Bởi vì phân tần này em bán trước, bán cho nhiều khách rồi, và các bác nào kêu rất là hay luôn nha các bác nhé. Ok ạ, 250.000 cho một đôi này. Đấy, bác nào lấy thì alo ngay cho em nhé. Em xin đọc lại hai số điện thoại nhé, 0966 594 581, hoặc 0979891682, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Các bác nào chốt thì chuyển khoản cho em luôn nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào video clip tiếp theo của bên em.